chị, năm nay em làm lịch tặng crush, trên thiệp nên ghi gì cho chị? Việc đơn giản thôi, chủ yếu là ở tấm lòng. Bóc lịch vui vẻ. Dồi ôi, cái cụm từ bóc lịch nó còn ám chỉ là đang đi tù đấy. Bóc lịch vui vẻ còn có nghĩa là đi tù vui vẻ à? Nhưng bằng một cách sầm lờ nào đó, con thỏ bảy màu lại cưới được con môn lèo kia. Một thời gian sau, con mèo mang thai và đẻ cho con thỏ một em bé cực kỳ kháu khỉnh. Nhưng mà sao em bé này trông giống như con én thế? À, thì ra con mèo đã gian dịu với con én từ trước. Ủa, nhưng đấy là con thỏ đóng giả con mèo cơ mà. Rốt cục là sao ta? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Én đang vẽ tranh thì vô tình nó nhìn ra ngoài. Sẽ yêu én. Oh my god. Wow. Vẽ cái khác đi, xin mày đấy. Ôi dồi ôi, thì ra để chỉ là những bức tranh do con én ảo tưởng ra, chứ có phải là sự thật đâu. Đây, nhờ bên bàn chuyển hàng cho tôi, không được làm mọp mẹo hàng nữa đâu nhé, bị mấy lần rồi đấy. Lần này mà vẫn vậy, lần sau tôi sẽ nhờ 247 Express, lúc nào cũng nhanh mà hàng được bảo vệ nguyên vẹn. Phải cố giữ nguyên vẹn, nguyên vẹn. Ôi trời ơi, lần này thì không chỉ gọi hàng mà ngay cả con én cũng không còn nguyên vẹn được đâu. Thì ra đây là trái đất à? Hay lắm, hãy gọi những chiến binh mạnh nhất của tụi bay ra đấu với tao nào. Dồi ôi, hai ông này có xếp hàng cao đấy, nhưng nhờ vào khả năng bốc phét chứ có phải là nhờ vào sức mạnh đâu. Ngồi sạt vô em này ăn sáu. Ăn sạt rồi, sạt vô nữa. Thôi kỳ lắm, như vậy mới kỳ nè ba. Dồi ôi, ông này nặng quá mà ngồi tịt sau xe khiến chiếc xe nó bốc đầu luôn kìa. Ôi bạn ơi, bạn ơi, 200.000 bạn nợ tôi. Ủa, sao chưa nói hết câu mà đã bỏ đi đâu vậy? Tết nhất đến nơi rồi, trả nợ tao đi chứ, để nhắc hoài. Ôi bạn ơi, dăm ba cái đồng bạc lẻ mà bạn cứ nhai đi nhai lại suốt thế nhở? Này thì mày đồng bạc lẻ này, tao cho mày bạc mình luôn. Xin chào tất cả anh em, mình vừa tạo thêm kênh Tin Việt, nơi tổng hợp tin tức theo phong cách hài hước. Mong mọi người đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.